Xin kính chào quý cô chú anh chị quay lại với kênh của Chích Chè Bông. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em sẽ giới thiệu với chúng ta một cái lô mai hàng giảo Thủ Đức, hàng chơi Tết nha cả nhà. Rồi bây giờ thì xin mời chúng ta hãy vào cùng xem cây nha. Lô này thì phải nói rất là tuyệt vời nha cả nhà. Đây, có một số cây nó đang nằm ở dáng bay và củ cái cây này rất là to. Đó, cái đế nè. Và hàng này là liền cốt tầm khoảng 4 mùa nha cả nhà. Cả nhà nhìn nè, cái cốt của nó còn bự hơn cái ngón tay cái của em luôn ha. Và đa số là củ nở đẹp như thế này. Nút nụ thì rất là ok. Đây, mọi người nhìn đây. Đây là hàng nút nụ của hàng giả Thủ Đức ha. Chiều cao của cây thì tầm khoảng 50-60 cả nhà. Đó, lô này phải nói thì là tuyệt vời luôn nha. Đó, đây. Đế đẹp, củ đẹp không như cả nhà. Liền cốt rất là bự nha. Rồi, lô này ngày hôm nay bán với xã với chúng ta rẻ rời luôn. Có 250 một cây thôi cả nhà. Hai cây là bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Quá tuyệt vời luôn ha. Đây là hàng giả Thủ Đức nha. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo cho vườn mai của Chích Chè Bông nha cả nhà ơi.